Cái dòng này thì siêu mỏng nhẹ luôn, 890 gram cho anh chị, rất là nhẹ ha, tầm cỡ khoảng 3-4 cục gộp lại là thành mặn đó rồi. Ở mẫu này em cực kỳ đẹp luôn, thì cái chiếc máy này rất là phù hợp cho anh chị nào làm văn phòng ha, hay di chuyển ngọt kia cực kỳ đẹp. Thì em khui ra cho anh chị xem mẫu này thì em bớt 500 ngàn nữa, thành ra cái chiếc máy mà khui rồi á mà còn được giảm 500 trong mùa hè á, thành ra tính ra giảm 1 triệu quá ngon. Máy bớt 100 em cứ chỉ cầm lên như vậy thôi đó. Đây anh chị xem mẫu này. Nó dòng này thì là ít cổng lắm anh chị, tại vì mỏng nhẹ bắt buộc phải hy sinh cổng rồi, chứ bây giờ mỏng nhẹ bây giờ nhét mấy cái cổng bự cho bá vô làm sao được đúng không, thì mình phải mua cục chuyển đổi rồi chỉ vậy thôi. Dòng ThinkPad này thì đây màn hình cảm ứng luôn nha, xoay được như vậy luôn 90 độ ha, để cho người đối diện người ta xem file xem đồ á, mình không cần phải di chuyển tới luôn cho nó cực, đó rất là tiện. 21 bài test chuẩn quân sự đã trải qua rồi nha, thành ra em nói cái độ bền thì không có lo, mỏng nhẹ như vậy á nhưng mà cực bền đó, chứ không phải mỏng nhẹ mà yếu đuối nha, không phải mỏng nhẹ nhưng mà bền, đặc biệt của ThinkPad là vậy đó. Vâng, cao bền luôn anh chị, cực kỳ đẹp ha. Dòng này là mắt option rồi, có nghĩa là những cái gì mà cao cấp nhất họ đưa vào đây. Màn hình 2K hiển thị rất là nét, Core i7-1180 lần nha, chứ không phải là Core i7-1160 đâu, 1180 rất là khỏe rồi. Anh chị làm cho em hình ảnh file viết rồi thoải mái luôn ha. Đồ họa thì không được thôi đó, chứ còn lại nó cân hết anh chị đó. 17.9 thôi, những cái con máy mình vừa khui như vậy nè đó, còn không khui thì 18.9 giảm 500 còn 18.4 ha. Đó, bảo hành 12 tháng nha anh chị, 30 ngày đầu lỗi rồi đổ cái bơm, không ABCD đâu, biết em Cường rồi, nhanh còn lẹ. Anh chị nào mà đã mua hàng em Cường rồi thì hiểu tính của em Cường. Mình nói là mình làm chứ không bao giờ phải là mình lên đây mình chép chót rồi vậy tập bạ mà mình không làm được như vậy nha, không bao giờ có. Có cái lần người ta phốt em liền, thành ra làm sao mà dám đúng không? Mình làm ăn thì mình phải biết chứ, xã hội bây giờ anh chị biết rồi, có thông tin tràn lan đó mà. Ai mà làm bậy một cái rồi thì phốt đầy ra, chứ không có chuyện mà làm bậy làm bạ đâu đó. Với lại em Cường xác định cái nghề là cả đời ha, làm mấy năm rồi thành ra mình không có bậy được. Rồi cô chú anh chị thấy mẫu này á, mua ở đâu cũng được, em chỉ cần lên rồi mình thanh toán sao hết, COD đó anh chị dạ.